Ba người bạn Jim, Alex và Chris chọn mũ từ một chiếc hộp. Trong hộp có hai chiếc mũ đen và một chiếc mũ trắng. Jim nhìn thấy những chiếc mũ mà Alex và Chris đội. Alex chỉ nhìn thấy chiếc mũ của Chris và Chris không thể nhìn thấy chiếc mũ nào. Khi được hỏi liệu họ có biết màu mũ của mình không, thì cả Jim và Alex đều nói không. Chris tự tin nói rằng anh ấy biết mũ của mình màu đen. Tại sao anh ấy biết được điều đó? Đây là cách nó hoạt động. Câu trả lời không của Jim có nghĩa là trong Alex và Chris thì có ít nhất một người đội mũ đen. Alex cũng nói không cho biết rằng anh ấy nhìn thấy Chris đội một chiếc mũ đen. Nếu nó màu trắng, Alex sẽ biết được anh ấy đội màu đen vì chỉ có một chiếc mũ trắng. Vì vậy, Chris chắc chắn rằng chiếc mũ của anh ấy có màu đen. Không có phép thuật hay trò mánh khóe nào, chỉ cần logic mà thôi. Thám tử Siêu vướng vào một vụ án liên quan đến vụ trộm những viên kim cương quý giá từ một căn hầm được tăng cường các biện pháp an ninh cao. Danh sách nghi phạm rất đa dạng. Có người lao công, nhân viên bảo vệ và thậm chí cả CEO. Kẻ trộm là ai? Kẻ trộm là người lao công. Ngay cả trong một căn hầm bảo mật cao, những viên kim cương vẫn không có bụi. Vai trò của người lao công liên quan đến việc dọn dẹp chúng, vì vậy anh ta có quyền tiếp cận những món trang sức. Và một ngày lạnh mùa đông, một bóng người đứng ở giữa sân trước của ai đó. Người này vẫn ở nguyên tại chỗ trong vài tuần mà không có bất kỳ cử động nào, và chủ ngôi nhà cũng không bận tâm đến điều đó. Cuối cùng, người này đã biến mất. Anh ta là ai? Đó là một người tuyết. Hãy gặp Macaron Vlad. Anh ấy mời những người bạn thân sống về đêm của mình đến dự một buổi tụ tập ăn tối, có 102. Điều thú vị là bữa tiệc tối diễn ra vào ban ngày. Tất cả những người bạn đồng hành Macaron của anh đều chấp nhận lời mời mà không thắc mắc, và họ đến nơi mà không gặp bất kỳ vấn đề gì. Làm sao điều này có thể xảy ra được? Hóa ra Vlad rất giỏi lên kế hoạch. Anh ấy đã tiếp đón những người bạn Macaron của mình khi có hiện tượng nhật thực. Macaron Vlad có một câu chuyện khác có thể khiến bạn bối rối. Một ngày nào anh thấy mình đang ở trên một hòn đảo xa xôi. Dường như không có con người ở đó. Thật nhẹ nhõm. Thế nhưng, anh tình cờ gặp được một khu vườn tươi tốt đầy tỏi. Vlad mỉm cười hài lòng. Tỏi rất nguy hiểm cho Macaron. Thế thì, tại sao anh lại cười? Vườn tỏi đó ám chỉ sự hiện diện của một người làm vườn lành nghề trên đảo. Có một con người ở đâu đó xung quanh. Phát hiện này đã khiến Vlad trở nên có hy vọng về một nguồn lương thực trong tương lai. Đây là câu đố cuối cùng với chủ đề Macaron. Trong một ngôi làng cổ kính, ba người có bóng, nhưng một người tự nhận mình là Macaron. Người dân thị trấn thắc mắc ai trong số ba người này là Macaron thực sự. Bạn có biết không? Macaron là kẻ có cái bóng kỳ lạ. Trong khi bóng người thông thường bắt chước chuyển động của con người, thì bóng của Macaron di chuyển độc lập. Hãy nhìn xem. Bóng của con người đồng bộ với bước đi của họ, nhưng bóng của Macaron có tâm trí riêng. Số phận của Steve đến hồi kết vào một buổi chiều thứ bảy. Vợ anh ta khai rằng lúc đó cô ấy đang tắm. Đầu bếp nói rằng anh ấy đang làm bữa sáng, và người làm vườn đang bận cắt tỉa hàng rào. Ai có thể là tội phạm? Đó là đầu bếp. Mọi chuyện xảy ra vào buổi chiều, nhưng đầu bếp nói rằng anh ấy đang làm bữa sáng. Tại lễ hội hóa trang, một chàng trai đã cá cược với một người đàn ông. Người đàn ông nói rằng ông có thể viết cân nặng chính xác của cậu bé lên một tờ giấy. Nếu thành công, cậu bé sẽ cho anh ta $50. Nếu không, cậu bé sẽ nhận được $50.
cậu bé nghĩ mình có thể nói dối. Tuy nhiên, cậu bé lại phải trả cho người đàn ông nọ 50 đô la. Người đàn ông đã chiến thắng như thế nào? Người đàn ông viết dòng chữ cân nặng chính xác lên giấy và đó là những gì anh ta nói rằng mình sẽ làm. Một người thấy mình bị giam trong một căn phòng có hai lối thoát. Lối thoát đầu tiên là một dàn kính lúp có thể đốt cháy bất cứ thứ gì đi qua vì nắng nóng. Lối ra thứ hai được canh giữ bởi một con rồng phun lửa, rất tàn nhẫn với những kẻ xâm nhập. Làm thế nào người bị giam giữ có thể trốn thoát? Họ nên đợi cho đến khi màn đêm buông xuống, khi mặt trời lặn rồi đi qua lối ra đầu tiên. Một tên tội phạm đã bị kết án tử hình và anh ta được lựa chọn để kết liễu cuộc đời mình ở một trong ba căn phòng khác nhau. Một căn phòng bị nhấn chìm trong một ngọn lửa rực cháy, một căn phòng bị sát thủ chiếm giữ, hay một căn phòng có những con sư tử đói meo trong nhiều năm. Anh ta nên chọn phòng nào? Anh ta nên chọn phòng có sư tử, nếu chúng không ăn trong nhiều năm thì chúng không thể sống nữa. Một lần nọ, một ảo thuật gia khoe khoang về việc có thể nín thở dưới nước trong 6 phút. Một đứa trẻ tình cờ nghe được điều này và kêu lên: "Còn cháu có thể làm thế trong 10 phút mà không cần dụng cụ." Nhà ảo thuật đặt cược 10.000 đô la. Thật kỳ lạ vì đứa trẻ đã thắng. Bạn có biết lý do không? Cô bé chỉ cầm cốc nước trên đầu trong 10 phút là được. Một con khỉ, một con sóc và một con chim đang chạy đua đến đỉnh của một cây dừa khổng lồ. Ai nấy cũng để mắt đến quả chuối thơm ngon trên ngọn. Ai sẽ là người chiến thắng may mắn ở đây? Khỉ, sóc hay chim? Ơ kìa! Câu trả lời là không có câu trả lời nào cả, vì chuối không mọc trên cây dừa. Có 5 quả táo trong một cái giỏ và 5 người trong phòng. Mỗi người lấy một quả táo. Thế nhưng, cuối cùng vẫn còn một quả táo trong giỏ. Tại sao lại vậy? Người cuối cùng lấy quả táo cùng với chiếc giỏ. Có một người sống ở tầng 14 của một tòa nhà. Khi đi thang máy xuống tầng dưới, họ dừng lại ở tầng 1. Khi lên lầu, họ chỉ lên đến tầng 10. Và sau đó, họ sử dụng cầu thang bộ để đi hết quãng đường còn lại. Nhưng có một điều khó hiểu là, khi họ ở trong thang máy với người khác hoặc khi trời mưa, họ sẽ đi thẳng lên tầng 14. Tại sao lại thế nhỉ? Đó là một đứa trẻ. Bạn nhỏ ấy không thể chạm tới nút tầng 14. Khi trời mưa, đứa trẻ này có một chiếc ô và có thể dùng nó để bấm nút. Và khi em ở cùng người khác, người này có thể nhấn nút giúp em. Một tài xế đi ngược chiều trên đường một chiều. Nhưng khi anh đi ngang qua một vài cảnh sát, họ không ngăn anh lại. Tại sao? Bởi vì anh ấy đang đi bộ, chứ không phải lái xe. Hai người cha và hai đứa con trai đi đến trung tâm thương mại, rồi lái ô tô trở về nhà. Tuy nhiên, khi xuống xe ở nhà, thì chỉ có 3 người bước ra. Tại sao lại vậy? Họ quên ai đó ở trung tâm mua sắm ư? Chà, đó là vì ở đây chúng ta có 3 thế hệ, một người ông, một người cha và một con trai. Vì vậy, tuy có 2 cha và 2 con, nhưng chỉ có 3 người mà thôi. Một cặp đôi đã có một kỳ nghỉ kéo dài 3 tuần. Họ đã hết sức cẩn thận để đảm bảo an ninh cho ngôi nhà và nhờ hàng xóm trông chừng trong thời gian họ vắng mặt. Khi trở về,
Người vợ phát hiện ra đồ trang sức quý giá của mình đã biến mất. Chuyện đã xảy ra như thế nào? Cô đã giấu đồ trang sức quý giá của mình bên trong tủ đông trong một chiếc túi đựng thực phẩm đông lạnh. Nhưng trong lúc họ vắng mặt, điện bị cúp, thực phẩm đông lạnh bị hỏng và người hàng xóm muốn giúp đỡ nên đã vứt bỏ thực phẩm hư hỏng. Tạm biệt đồ trang sức nhé! Hãy tưởng tượng bạn đang ở trong một căn phòng tối đen như mực. Bạn có một hộp diêm, một cây nến và một chiếc đèn. Bạn chỉ có một cây diêm. Câu hỏi đặt ra là bạn nên thắp cái gì trước? Dễ mà, bạn cần đốt que diêm trước. Bạn có thấy những câu hỏi này khó nhằn không? Hãy comment ngay nha!